Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, theo thống kê của Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan, lượng xe ô tô nhập về Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay giảm mạnh. Tới tháng 3 thì mặc dù có hơn 2.000 xe ô tô của hãng Honda nhập về nhưng số lượng vẫn thấp so với cùng kỳ năm ngoái. Tại sao lại có tình trạng này và bài toán nào cho thị trường ô tô của Việt Nam trong thời gian tới? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần này. Nhu cầu vẫn cao nhưng nguồn cung thì có hạn. Đây là thực tế tại nhiều showroom ô tô hiện nay. Để mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng theo dõi phần khảo sát của phóng viên VTV về thị trường ô tô hiện nay tại Hà Nội. Tại hầu hết các showroom ô tô trên địa bàn thành phố, lượng xe bán ra những tháng đầu năm nay chủ yếu tập trung vào hàng liên doanh, lắp ráp, còn xe nhập khẩu không có để bán. So với mọi năm thì quý 1 của năm 2018 này thì cái lượng xe nhập khẩu bị ảnh hưởng và về không nhiều. Và cũng có thể chính vì cái điều đấy cho nên là cái thời điểm quý 1 của năm 2018 này và đặc biệt là thời điểm sau Tết âm lịch này thì cái lượng xe bán ra của xe lắp ráp nó có tín hiệu tốt hơn so với năm ngoái. Số lượng xe lắp ráp hiện nay đang đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các hãng ví dụ như Honda hoặc là Toyota bây giờ là đang trong tình trạng là hết xe, ví dụ như chẳng hạn là Land Cruiser Prado với Honda CR-V. Thế thì bây hiện tại trong hãng là đang bị khan xe và mua xe phải cộng thêm giá tiền ở bên ngoài. Theo khảo sát của phóng viên VITV, nhu cầu của người dân về xe nhập khẩu hiện nay vẫn khá lớn. Hiện nay thì tôi đang quan tâm đến các cái dòng xe xe SUV 7 chỗ và 5 chỗ của các loại xe nhập khẩu. Cụ thể là Honda và Hyundai. Theo tham khảo thị trường và cũng như là nhu cầu của bản thân thì hiện tại thì mình đang hướng đến những dòng xe sedan khoảng 4 đến 5 chỗ. Dòng xe thì cũng là những cái thương hiệu quen thuộc như là Honda, Hyundai thôi. Số liệu thống kê mới nhất từ VAMA cho thấy thị trường ô tô trong tháng đầu tiên của năm 2018 đạt doanh số 26.037 chiếc. Trong số đó thì sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 20.586 xe, tăng 3% so với tháng trước và tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 5.451 xe, giảm 30% so với tháng trước và giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng xe lắp ráp có doanh số bán cao hơn xe nhập khẩu một phần, cho thấy xu hướng người tiêu dùng đã bắt đầu ưa chuộng hơn các loại xe lắp ráp trong nước. Nhưng bên cạnh đó, cũng là do nguồn cung xe nhập khẩu không đủ đáp ứng thị trường, khan hàng, nhiều dòng xe đẩy giá lên cao đã khiến cho người tiêu dùng giảm bớt sự lựa chọn đối với những dòng xe nhập khẩu. Các số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan đã cho thấy nhập khẩu ô tô giảm mạnh những tháng đầu năm. Nhiều doanh nghiệp cho biết họ chỉ còn vài chiếc ô tô để bán trong thời gian này. Tại sao lại có tình trạng này? Sau đây mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên VITV. Theo số liệu công bố mới nhất của Tổng cục Hải quan, thì trong 2 tháng đầu tiên của năm 2018, các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng chỉ nhập 31 chiếc xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với trị giá là 1,16 triệu đô la Mỹ. Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan ghi nhận, con số này trong 2 tháng đầu năm 2017 là gần 9,58 nghìn chiếc, trị giá gần 162 triệu đô la Mỹ. Từ đầu năm tới giờ, hãng xe này chưa nhập khẩu được một chiếc xe nào do vướng các điều kiện của Nghị định 116 của Chính phủ và Thông tư 03 của Bộ Giao thông Vận tải. Theo hãng này, phải đến tháng 4 hoặc tháng 5, hoạt động kinh doanh của công ty mới trở lại bình thường. Do Nghị định của 116 của Chính phủ và Thông tư 03 của Giao thông Vận tải, thông thường thì từ cái ngày ban hành thì có hiệu lực chỉ có 2 tháng, trong khi thông thường một cái chính sách thường ban hành và có đi vào hoạt động thì phải mất đến 8 đến 12 tháng. Vì thế mà các hãng không có đủ thời gian để chuẩn bị các hồ sơ đáp ứng theo yêu cầu, dẫn đến cái việc nhập khẩu nó gián đoạn trong 2 tháng đầu năm. Theo bà Nga, hai chính sách này có hai điểm chưa hợp lý khiến cho nhập khẩu ô tô gặp nhiều trở ngại. Có hai điểm mà không hợp lý, đó là việc mà phải cung cấp giấy chứng nhận kiểu loại của nước xuất khẩu. Mà việc đó thì thông thường thì theo thông lệ quốc tế thì nước nhập khẩu thì nước sẽ làm cái điều đó, chứ không phải yêu cầu từ cái nước xuất khẩu. Ngoài ra thì yêu cầu là tất cả các lô xe về phải đi làm thử nghiệm ở ngoài Hà Nội, dẫn đến cái việc là rất là tốn mất thời gian của khách hàng
đồng thời là cũng tốn nhiều cái chi phí. Một số chuyên gia e ngại việc tạo rào cản cho nhập khẩu ô tô sẽ mang lại một số khó khăn cho nền kinh tế. Số lượng ô tô nhập khẩu bắt đầu giảm sút và cái khả năng lựa chọn của người tiêu dùng thì sẽ bị hạn chế, và điều ấy có thể dẫn đến là cả về mặt là quan hệ thương mại. Chúng ta cũng phải tính đến là nếu mà tôi hạn chế anh thì có một cái nguyên tắc là có đi có lại trong thương mại quốc tế thì người kia cũng sẽ tìm cách hạn chế mình, họ cũng sẽ là có những các cái điều kiện kỹ thuật về nhập khẩu những các mặt hàng khác của chúng ta. Tuy nhiên, đa số các chuyên gia đều cho rằng Nghị định 116 và Thông tư 03 của Bộ Giao thông Vận tải trước mắt sẽ tạo ra khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng về lâu dài, nó sẽ có tác động tích cực tới thị trường ô tô và nền kinh tế Việt Nam. Ở dưới cái quan điểm là cái hỗ trợ phát triển cái ngành công nghiệp ô tô trong nước, nâng cao cái năng lực cạnh tranh của các cái doanh nghiệp sản xuất trong nước, và cũng như là nâng cao cái năng lực về kỹ thuật, thì tôi nghĩ là những cái tác động tổng thể của cái hai cái nghị định này đối với nền kinh tế nói chung và đối với các cái doanh nghiệp trong ngành ô tô nói riêng là nó lớn hơn so với những cái thiệt hại có thể có đối với các doanh nghiệp nhập khẩu. Thế thì những cái biện pháp như thế thì tôi nghĩ là mặc dù là có thể nó không có tác động rất là lớn đối với cái việc là bảo hộ cái ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam. Tuy nhiên thì chí ít thì hai cái văn bản đặc quy này cũng giúp gọi là các cái doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước gọi là trụ lại hay là cạnh tranh tốt hơn với cái trong cái bối cảnh là cái mức độ bảo hộ giảm dần, đặc biệt là trong cái bối cảnh là thực hiện cái lộ trình giảm thuế quan trong cái hiệp định thương mại tự do trong cái khối ASEAN. Bất cứ một cái chính sách nào đưa ra thì cũng đều có hai mặt. Đấy. Mặt tích cực là nó đảm bảo cho việc nhập khẩu ô tô của chúng ta nó chuẩn mực hơn. Và đấy, tức là có kiểm tra chất lượng rồi, tức là các yêu cầu về nhập khẩu cũng cao hơn. Và thứ hai là, và như thế cái mặt tích cực kèm theo đó là cái việc cái quyền lợi của người tiêu dùng được đảm bảo hơn. Đấy, được đảm bảo hơn. Và một cái điểm tích cực nữa tôi cho rằng nó cũng là tích cực đấy, nó phần nào giúp cho việc chúng ta hạn chế sự nhập khẩu những cái xe kém chất lượng. Đấy là mặt tích cực, chúng ta phải nhìn thấy cái mặt tích cực. Và cái mặt tích cực này thì không phải chỉ Việt Nam cần phải làm đâu, nhiều nước người ta cũng làm cái chuyện này. Thế còn một mặt nữa mà tôi đánh giá là tích cực đấy là như vậy, bằng cách như vậy thì có thể nó sẽ hạn chế phần nào việc nhập khẩu. Thì trước hết nó hạn chế những cái nhập khẩu những cái xe kém chất lượng đấy, rồi nó hạn chế phần nào những cái nhập khẩu thì nó đưa ra những yêu cầu chặt chẽ hơn, nghiêm khắc hơn. Đấy. Thế tuy nhiên ấy thì do cái nghị định 116 này và cái thông tư 03 này ấy thì nó có những cái điểm hơi chặt chẽ như thế. Đấy, và lại đưa ra với thi hành bắt đầu từ đầu năm nay thì tất nhiên nó sẽ có ảnh hưởng đến việc nhập khẩu, tức là những cái lô xe mà vừa mới về là chưa thể làm thủ tục được ngay. Một điểm nữa là các doanh nghiệp nhập khẩu ấy là ngại để xem việc thực thi cái nghị định 116 này nó như thế nào, người ta mới tiếp tục nhập khẩu. Nếu không nhập khẩu thì người ta không thông quan được thì rất khó khăn. Các chuyên gia cũng cho biết chính sách này chỉ gây khó khăn chủ yếu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong cái 116 ấy thì chúng ta thấy rằng là nhà nước có đòi hỏi các cái yêu cầu về mặt bảo trì bảo dưỡng cũng như linh phụ kiện đi kèm, và các cái yêu cầu về xuất nhập khẩu phải có các cái chứng minh nguồn gốc cũng như các cái yêu cầu khác. Thì đây là một cái đòi hỏi bắt buộc. Mà cái đòi hỏi này nó làm cho các cái doanh nghiệp có thể có những cái khó khăn nào đó nhất định trong những cái bước ban đầu. Đặc biệt nó có thể có khó khăn với những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh ô tô. Bởi vì chúng ta biết rằng là những doanh nghiệp vừa và nhỏ ấy, thì khó lòng có thể có được những cái cơ sở bảo trì bảo dưỡng hoặc là các cái linh phụ kiện đáp ứng các cái yêu cầu theo cái nghị định này. Cũng như họ khó lòng có được
những cái giấy tờ theo cái yêu cầu của nghị định. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn nhận một cách tổng thể của nền kinh tế, thì đây là cái đòi hỏi mà các cái nền kinh tế thị trường phát triển có cái việc sản xuất và kinh doanh hàng hóa một cách văn minh, người ta phải đáp ứng. Các chuyên gia cũng đưa ra gợi ý doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể liên kết hợp tác sức mạnh để có thể đáp ứng những yêu cầu của nhà nước trong bối cảnh nhập khẩu ô tô có nhiều ưu đãi, đặc biệt là về thuế nhập khẩu theo cam kết của hội nhập. Ô tô nhập khẩu sẽ có thể tràn vào Việt Nam khó kiểm soát. Bên cạnh đó, ngành sản xuất ô tô trong nước cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, thì Việt Nam có thể đưa ra những rào cản kỹ thuật cũng là hợp lý và đúng xu hướng mà các nước văn minh khác cũng đã làm. Trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng thì cần phải điều tiết cái lượng xe cho nó phù hợp. Thứ hai nữa là cũng có cái chính sách để mà hỗ trợ cho cái nền sản xuất ô tô trong nước. Chưa kể thích nghi kịp với cái cắt giảm thuế nhập khẩu. Chúng ta cũng biết rằng là nếu như mà chỉ nhìn đơn thuần là cái việc sẽ cứ giảm thuế nhập khẩu xong rồi không tạo rào cản kỹ thuật nữa để cho cái người tiêu dùng được hưởng lợi mua xe với giá thấp ấy, thì nó sẽ có hai vấn đề lớn. Một là cái ngành sản xuất trong nước đối với ô tô mà thu hẹp đột ngột thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái số những cái người lao động đang làm việc trong những doanh nghiệp này, tức là khi họ thu hẹp quy mô thì họ sẽ phải họ sẽ giảm bớt nhân công, thì đấy là vấn đề mà phải xử lý. Và vấn đề thứ hai nữa là nếu mà cái mặt bằng xe, vì xe nhập khẩu vào mà giảm giá thì xe lắp ráp trong nước cũng phải hạ giá theo, và nếu hạ giá theo như vậy thì cái số lượng người sở hữu xe quá lớn thì không chịu được cái áp lực của cái tăng xe đấy cho cái hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ của chúng ta hiện nay. Trong khi mà nó chưa đáp ứng như vậy thì phải có cái chính sách cho nó phù hợp để mặc dù chúng ta hội nhập quốc tế, chúng ta phải chấp nhận tuân thủ cả cái cam kết, nhưng chúng ta vẫn phải có những cái rào cản kỹ thuật để bảo hộ sản xuất trong nước và thực hiện các chính sách khác của nhà nước có liên quan đến lĩnh vực đó. Dự báo, thị trường ô tô nhập khẩu bước đầu có thể sẽ tăng trưởng chậm trong các tháng đầu năm, nhưng sẽ hoạt động bình thường vào cuối năm nay. Như vậy, việc tạo hàng rào kỹ thuật đối với thị trường ô tô nhập khẩu hay bất kỳ một hàng hóa nào khác là việc hết sức bình thường ở các quốc gia, và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Vấn đề ở chỗ chúng ta tạo rào cản như thế nào, mức độ ra sao và thời gian như thế nào là hợp lý, là điều cần phải cân nhắc lúc này. Bên cạnh đó, thì các chuyên gia cũng khuyến nghị doanh nghiệp sản xuất trong nước cần tích cực đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng để có thể cạnh tranh tốt hơn với xe nhập khẩu. Bởi cạnh tranh là điều tất yếu, không thể tránh khỏi khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Muốn vậy thì không chỉ nhà nước, ngay bản thân các doanh nghiệp cũng phải chủ động hơn để nâng cao sức cạnh tranh của mình. Đến đây, chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.